Chào mừng các bạn đến với kênh sáng tạo.com. Hôm nay chúng ta sẽ chế bình nén khí, bình hơi mini từ ống nhựa PVC 110 này. Các bạn cần khoảng 1 mét thôi là được. Thêm 4 cái đầu bi phi 110 luôn. Hai cái máy nén khí này để bơm hơi cho bình hơi của chúng ta. Cái này các bạn mua chỉ hơn 100 nghìn thôi, mua ở Nguyễn Quốc Huy nhé. Cái bơm hơi này các bạn có thể mua Facebook Nguyễn Quốc Huy này, đồ chơi thông minh. Cái link Facebook là Johnny Evan 9092. Số điện thoại đây 0936 281 211. Đây, cái bơm này đây, chỉ hơn 100 nghìn thôi. Thêm dây hơi này. Cái súng xì khô, súng xịt hơi đó. Một cái van, van đồng, van hơi loại tốt đấy. Cùng cái khóa này. Để tí nữa chúng ta kết nối vào đây. Một đồng hồ đo áp suất này. Những cái đồ này các bạn có thể mua ở cửa hàng kim khí nhé, rất nhiều. Giá nó cũng bình thường thôi. Thêm hai cái van này ở trong xe máy cũ này. Chúng ta dùng nó để bơm hơi vào cái bình. Các bạn nhớ kiểm tra hai cái van này, nó còn tốt là được. Tiếp theo, mình dùng ống nước này. Chúng ta cần khoảng 2 đoạn, 40cm thôi. Tại vì trên bàn này, mình làm rộng đó không được. Các bạn làm dài ra cũng được, để cho nó chứa nhiều hơn. Mình sẽ cắt khoảng tầm này thôi. Tại vì to quá, trên bàn này chật không thấy hết. Bây giờ mình dùng hai cái nối này, chúng ta khoan vào đây, sau đó dùng ống này để kết nối hai bình hơi vào nhau. Ở trong này nó có cao su luôn rồi, các bạn vặn chặt vào là được.
Bây giờ các bạn đợi nó khô, tầm 4-5 tiếng là nó khô thôi. Các bạn đợi nó khô như vậy, nếu để chắc nhất tầm 24 tiếng các bạn nhé. Mình dùng miếng gỗ này, chúng ta làm đế cho nó. Bây giờ mình dùng thanh sắt này, chúng ta làm cái giá đỡ ở đây, sau đó gắn cái này lên trên. Các bạn làm như vậy, khoan lỗ ở đây chỗ này, chúng ta sẽ vít nó vào. Cái này chính là động cơ của nó, chỉ đơn giản vậy thôi. We'll be right back.
cái bình này các bạn bơm tầm 4-5 cân thôi. Hôm nào mình thiết chế các bạn an toàn hơn, tại vì bây giờ chưa có cái đấy được. Cuối cùng mình sẽ lắp cái ống này vào. Như vậy chúng ta đã chế thành công bình nén khí mini này rồi. Kênh sáng tạo.com chúc các bạn thành công.